Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay buổi trưa nắng thì em cũng có giới thiệu với mọi người một chút. Và một cái vấn đề em thấy đó chính là rất là nghiêm trọng. Nó rất là nghiêm trọng trong quá trình chúng ta chăm. Và có thể là nếu như anh chị mà không để ý kỹ thì cái việc cây nó hỏng và nó chết khi mà mình mua giò rất đẹp về, nhưng mà nó bị hỏng ấy. Bị hỏng hoặc là cái cây sang năm thì anh chị chăm là nó sẽ không được tốt nữa. Thì đây là nó cũng là một số những cái mà vấn đề mà mọi người nên chú ý. Và có thể là nhiều anh chị mới chơi chưa biết, rồi đã biết rồi thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau chia sẻ để mọi người có được ở những cái cuộc chơi nó lành mạnh và vui vẻ hơn khi thực sự mà chăm sóc một cái cây. Bởi vì có rất nhiều anh chị mua được những cái cây đẹp nhưng mà về mình chăm nó kém ấy. Thì ở chỗ em ấy là ở Hà Nội thì là một cái điều kiện nó khó hơn rất là nhiều, từ không khí cho đến môi trường rồi điều kiện nuôi trồng, nó khó hơn nhiều là so với những cái các tỉnh, hoặc là nhất là những tỉnh ở trên vùng cao ấy, hoặc là trong gần em như là trong Xuân Mai hay là đi vào Hòa Bình hay là một số những khu vực đại loại là thời tiết nó mát hơn, dân số ít hơn ấy thì chăm sẽ tốt hơn. Nhưng mà với khu vực như ở chỗ em là điều kiện nó rất là khắc nghiệt. Nhưng mà em làm vườn ấy thì em vẫn làm trong một cái môi trường, đó chính là tạo điều kiện tốt nhất cho nó, và em phải sử dụng nhiều các loại thuốc hóa chất, gọi là thuốc hóa học ấy, để sử dụng để cho cây nó được phát triển ổn định hơn. Thì hôm nay em sẽ nói đến cái vấn đề quan trọng chính nhất, đó chính là cái vấn đề sự phát triển đến độ đỉnh điểm, đến độ đỉnh điểm nhất ấy. Xong rồi là nó, nếu như mà mình không kịp thời xử lý những cái yếu tố cần thiết thì rất có thể là anh chị là sẽ bị chết cây. Thì hôm nay em sẽ chỉ nói về cái dòng hoàng thảo nói chung, và tất cả những cái loại hoàng thảo gọi chung ấy, thì có nghĩa là nó có thể là phi điệp, long tu, vôi hay là trầm, giả pháp, hay là một số các loại thân thòng mà nó rụng lá. Thì về cơ bản những anh chị nào mà ở nhà chật với điều kiện nó cho giới hạn ấy, chứ nó không phải như khu vườn, những cái khu vườn lớn ấy, thì mình cũng có những cách để mình xử lý. Còn những cái vườn lớn đa phần là người ta sẽ xử lý theo cách của người ta. Ví dụ như bọn em ấy thì bọn em sử dụng theo cái cách đó chính là sử dụng thuốc hóa học, bởi vì nó sẽ ổn định hơn. Như ở đây thì nó nhiều lắm, nhưng ở đây nó có tiện có mấy giò to. Nhưng mà em phải chui lên trên giàn này để em quay, bởi vì nó ở dưới ấy, thì anh chị không nhìn rõ được cái bản, cái không nhìn rõ được cái vấn đề là em muốn nói đến cái bản chất của cái giá thể. Bởi vì bản chất của giá thể thì mỗi một cái giá thể thì nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm. Thì không có cái giá thể nào là mình tốt hay không tốt cả, đều nhìn chung nó xem nhau. Ví dụ như cái cây này thì nó là dạng thân lá khá đẹp, nhìn chung thân lá nó dạng bình thường, cái hiểu nôm na nó dạng thân lá bình thường. Em sẽ kéo lên một chút để mọi người chúng ta cùng nhìn rõ hơn về cái bản chất, cái giá thể của nó. Đây mọi người nhìn thấy đấy ạ. Nếu mà nhìn mọi người nhìn thấy cây tốt này thì mọi người nghĩ là nó phát triển tốt đúng không? Đấy, nôm na nó như thế. Đây, nhìn chung là rất là khó để nhìn qua hình ảnh này, nhưng đây mọi người có thể thấy là nó có rất là nhiều rêu. Đại loại em nói để các anh chị dễ hiểu, có nghĩa là nó nhiều rêu. Cái chậu này là chậu em nhân ki sau 3 năm. Sau 3 năm anh chị nhá, sau 3 năm thì nó ra một cái giò như này, to đùng. Đấy, nhân ki sau 3 năm. Nhân ki sau 3 năm thì như cái giò này thì em sẽ thay giá thể và trồng lại vào năm tới. Mặc dù là nó vẫn còn đang rất là tốt, nhưng về cơ bản là mình cứ phòng nó để cho nó tốt hơn. Chứ còn nếu như mà cái việc mình không chú ý ấy, thì rất dễ đến cái xảy ra những cái việc đó chính là nó bị hỏng. Hỏng giá thể và hỏng rễ. Thì em nói đến cái để phân tích để mọi người hiểu rõ hơn. Đây có một cái cây bên này. Cây bên này mọi người nhìn cái gốc gác của nó thì có thể là sẽ dễ hơn một chút. Có thể sẽ dễ hơn thôi, chứ thực ra nhìn qua video hình ảnh cái này thì khó. Nhưng cái em muốn nói đến đó chính là cái giá thể của nó. Để mà nói về phân tích về cái giá thể này thì em sẽ nói là giá thể nào trồng cũng sẽ tốt. Anh chị trồng dê 100% vẫn rất tốt, vỏ thông 100% được, phân dê 100% được.
cái gì 100% cũng được, kể bột dừa, sơ dừa, trồng cái gì cũng được. Nhưng quan trọng nó phụ thuộc vào cách tưới của mình. Cách tưới làm sao để cho nó thoát hết nước, để cho nó không lên, nó không bị nóng ẩm ấy, thì nó sẽ đỡ lên rêu. Đỡ lên rêu thì cái việc nó phát triển rêu nấm mốc ở trong đấy và nó sinh ra những con vi khuẩn. Thì những cái con vi khuẩn hay những cái đấy, những cái nấm mốc thì rêu rất cái thứ ấy, thì chủ yếu phụ thuộc vào những cái phân tan chậm mà hạt nó tan ra, ví dụ như phân chuột quế hoặc phân dê. Nó tan ra là của dạng đất ấy. Bột. Thì thực ra nếu như mà mình ở một cái môi trường nó thoáng mát sạch sẽ như ở trên các tỉnh phía Bắc hoặc vùng núi cao ấy, thì cái việc phân dê, phân bò, phân trâu thì nó rất là tốt. Nhưng mà cái giá thể của nó thì nó sẽ chứa, cái giá thể của nó thì nó bị tan những cái hạt phân dê, phân trâu, phân bò ra. Gọi là mình nôm na kiểu dạng phân hữu cơ, mình gọi dạng vậy. Thì có nghĩa là những cái phân hữu cơ nó tan ra thì nó sẽ rất là dễ sinh ra những cái con vi khuẩn ở trong đó. Anh chị nào mà trồng những cái chậu bét bét ấy thì sẽ thấy ngay là có thể là trồng nó sẽ lên những con bọ ở trong đấy. Có thể là để thấp thì có thể là sẽ lên những cái con giun. Con giun rất là nhỏ ở trong cái giá thể của mình. Thì những cái đó là những cái bẩn. Nhưng mà những cái bẩn đấy thì nó bẩn đấy mà ở một cái môi trường tốt, và khi mà anh chị nó thoáng gió hoặc khô gốc ấy thì nó cũng không sao, nó không ảnh hưởng lắm. Nhưng cái vấn đề nếu mà môi trường nó kém ấy thì rất là dễ bị chết và bị sinh ra bệnh vi khuẩn. Mà như ở trên các tỉnh vùng núi cao ấy, các tỉnh thì cái việc là môi trường nó tốt rồi, không khí nó độ ẩm cao, không khí nó mát chứ nó không quá nắng gắt như là ở Hà Nội bọn em. Thì như ở trên các tỉnh phía Bắc ấy, thì ở tỉnh vùng núi ấy, thì cái việc nó ẩm thì nó sẽ giúp cái phát triển rất tốt và rất là mập. Đấy. Mặc dù ở đây của em nó có những cái giò, ví dụ như cái giò kế bên này, thì sang giò kế bên này. Đấy, anh chị thấy thân lá nó khá đẹp, nhưng mà cái bộ gốc của nó đây, tự nhiên nó lại để nối ra. Bởi vì nó khỏe nó để nối thôi, nó chẳng có gì cả. Thì cái việc là cái nó khỏe đến độ đỉnh điểm như này, thì có nhiều anh chị là cái giá thể sau 3 năm ấy thì nó sẽ bị bẩn, bởi vì do các phân tàn dư của phân bón và các loại khác nó tồn đọng vào đấy thì nó sẽ gây sinh ra bẩn. Thì như này, những cái việc như này thì mọi người nên thay giá thể của nó trong từ 2 đến 3 năm. Hoặc là nếu anh chị nào mua những cái cây to về thì nên thay giá thể. Ví dụ như cái vấn đề mà em có thể nói hơi có thể là sẽ đụng chạm một số anh chị em, nhưng mà cái này nó là sự thật này. Có nghĩa là những cái cây mà anh chị cảm thấy rất là tốt ấy, rất tốt, nuôi từ thân rất là mập to ấy, thì đa phần về năm thứ 2 anh chị không thể trồng được như thế, bởi vì cái môi trường nó khác. Anh chị có thể chắc là một số anh chị cũng có thể là đã từng mua hàng ở trong Lâm Đồng chẳng hạn, hoặc là một cái Hòa Bình hoặc là Lâm Đồng, thì những cái thân lá rất to như ở Trầm hay Long Tu ấy, mọi người có thể là nhớ đến cái Long Tu Xuân ấy, như ở Long Tu Xuân thì mọi người hay thường thấy thân lá rất đẹp ở trong Lâm Đồng chuyển ra, nhưng nó chỉ được tầm một năm đầu là mình mang về ấy, thì nó rất đẹp, nhưng đến năm thứ 2 thì nó sẽ kém dần nếu như mà mình không thể chăm sóc được. Nếu mà cái khả năng chăm sóc của mình nó kém hơn ấy thì cái cây đấy nó sẽ bị chết hoặc là phát triển nhỏ hơn, hoặc có thể là không lớn được, thì cũng là ảnh hưởng bởi do giá thể chứ không phải là chỉ do môi trường. Nếu như mà mình biết cách mà thay giá thể vào những cái thời điểm, ví dụ như những cái cây mà nó to, nó phát triển to đùng ấy, sang năm mà mình muốn nó khỏe thì mình phải tách nó ra, cắt bỏ những cái rễ hỏng đi và trồng lại một bộ giá thể mới, cứ mới là được thôi chứ chả quan trọng phải xử lý đâu. Em không quan trọng việc xử lý đó. Cái việc xử lý giá thể nó chỉ nằm trong một cái rất là nhỏ thôi. Còn những cái mà nó to hơn, có nghĩa là những cái như là phun định kỳ thường xuyên chẳng hạn thế, phun định kỳ thường xuyên, hoặc là sát khuẩn thường xuyên, thỉnh thoảng được. Sát khuẩn thì cái việc giá thể của nó sẽ đỡ bị nấm. Một số anh chị ở chỗ người quen em rất là nhiều, nhìn chung cũng rất là thích cái hàng thân lá đẹp. Thân lá đẹp thì em cũng bán rất nhiều. Ví dụ như những cái giò như này nó dạng thân lá đẹp, nhìn chung cũng được, chứ chẳng phải đẹp lắm. Nhưng mà có nghĩa là mua những cái giò rất to về, nhưng mà về không trồng được, bởi vì mình không có kinh nghiệm xử lý giá thể. Đây thì em sẽ zoom lên một chút đây này. Cái giá thể cũ của nó là em cho phân dê. Có thể là mọi người sẽ không nhìn thấy, nhưng em cho phân dê thì bây giờ nó tan ra rất nhiều rồi. Nó tan ra những kiểu mùn ấy, thì nó sẽ rất là dễ sinh ra những cái con giun rất là trong ấy. Thì những cái cây như này từ 2 đến 3 năm
mà em thấy nó to, phát triển đến độ to nhất này rồi, thường là em hay thay giá thể. Còn nếu không thì em sẽ kệ nó thôi. Em sẽ phải xử lý liên tục. Nhưng mà cái việc xử lý liên tục ấy, nếu như mà chúng ta muốn cuộc chơi đơn giản ấy, thì không nên xử lý liên tục, hãy thay giá thể nó. Giá thể là cái quan trọng. Và khi anh chị thấy là một số những người mà anh chị mua mua những dòng giò long tu mỗi năm ở trong miền Nam, nó sản xuất hàng nghìn giò long tu với hàng vạn thân, thì bán ra thị trường vẫn hết, bởi vì do chúng ta không chăm được. Nó đến phát triển đến cái sự đỉnh điểm, nhưng mà chúng ta không biết cách xử lý, thì tự nhiên nó đang rất to, tốt và đẹp thì sẽ bán cho mọi người, nhưng mọi người về mọi người không chăm được ấy, thì nó sẽ rất là nhỏ. Đấy, thì mọi người nên chú ý đến cái vấn đề đó. Khi mà mình mua được cái cây thân lá to đẹp ấy, hoặc là những cái giò đẹp, thì mình nên chú ý một chút để chúng ta có thể giữ được một cái giống cây mà nó chúng ta đỡ phải mất tiền mua nữa, mua một lần thôi. Đấy, thì cái việc thay giá thể là cái điều rất là quan trọng. Thì trong cái việc sự phát triển, em có viết một số bài về cái sự phát triển của nó ấy, về sự phát triển quá lớn đạt đến một độ đỉnh điểm, thì những cái năm đầu tiên ấy, thì bao giờ anh chị thay giá thể cũng thay giá thể vỏ thông. Em mà nói đơn giản vậy thôi. Vỏ thông thì nó sẽ thoát nước rất là tốt, nhưng mà khi mới thì đa phần giá thể nó sẽ sạch, và khi giá thể sạch thì nó sẽ ít bệnh, nhưng mà nó khô thì nó sẽ phát triển chậm và cây nó sẽ còi. Nhưng đến năm thứ hai thì nó sẽ có thêm những cái tàn dư, ví dụ phân bón tan ra, nó sẽ làm giữ độ ẩm hơn thì cây sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng đến năm thứ ba, năm thứ tư ấy, thì cái lượng phân bón, phân hữu cơ mà mình bón vào gốc ấy, nó tan ra ấy, thì nó sẽ nhiều, và cái việc là nó tan ra như thế thì nó sẽ rất dễ là sinh bệnh. Mặc dù nó ẩm hơn thì cái cây nó phát triển tốt hơn, nó sẽ mập như này. Đấy, nó mập như những cái thân này bởi vì nó đủ ẩm. Thì khi mà nó đủ ẩm rồi thì nó phát triển tốt, thì nó sẽ rất là mập và nó đẹp. Nhưng đến khi mà nó phát triển to mập như thế này rồi mà mình không giữ được ấy, mà mình không xử lý đều đấy, thì cái việc đến năm tiếp theo thì có thể là nó sẽ to hơn nếu mình xử lý tốt. Còn nếu không thì nó sẽ yếu, bởi vì cái rễ của nó, những cái rễ mà 1-2 năm trước ấy, thì nó bị hỏng mà nó nằm ở trong phần giá thể chúng ta không nhìn thấy được. Nó hỏng ở trong đấy thì nó sẽ sinh ra những cái con bệnh ở trong đó. Thì cái con bệnh ở trong đó chúng ta sẽ phải xử lý bằng thuốc hóa học để cho những con bệnh nó chết. Đây loại là vi khuẩn, nôm na kiểu dạng đó, nó chết đi thì nó mới không ảnh hưởng từ cái rễ hỏng đến cái rễ mới. Còn nếu không thì những cái rễ mới ra ấy, thì những con vi khuẩn nó sẽ ăn hết đầu rễ. Và cái việc thui rễ là chuyện bình thường. Thì khi mà nó thu hết rễ thì cây nó không phát triển tốt được. Thì đấy là em muốn nhắn gửi cho mọi người là cái việc quan trọng nhất đó chính là giá thể. Hãy xử lý giá thể thật là tốt, nhưng mà là xử lý trong quá trình là đang nuôi trồng, chứ không phải là cái quá trình là đang ấy, không phải là quá trình mà chúng ta là mới trồng thì cái giá thể mới thì thường cái nào nó cũng sạch, chẳng phải xử lý mấy đâu. Đấy là anh chị. Đây, chỗ này của nhà em có một lô rất là to cao, dài. Thân to lắm. Thân to như ngón tay. Như ngón tay trỏ rất là to rồi. Đấy, nó rất là nhiều. Nhưng cái lô này em sang năm em phải trồng lại. Bởi vì về cơ bản ấy, là nó phát triển đến một cái độ đỉnh điểm ấy, là em luôn luôn trồng lại ở đây. Cái giò này hay những cái giò về sau này. Rất là to mà em phải trồng lại hết. Nói chung nó đang trông thì nó to thì rất là đẹp. Nhưng mà có nghĩa là mình trồng lại thì nó có thể là bị chột, nó sẽ bị bé hơn thôi. Nhưng đến năm sau khi nó thuần lại thì nó sẽ to đẹp bình thường. Có nghĩa là mình sẽ duy trì được nó, không để nó chết. Còn nếu như mà chúng ta mà cố tình mà để cho nó quá 1-2 năm nữa ấy, thì khi mà cây nó còi ấy, thì thứ nhất là cây nó bị còi lại và cái việc phục hồi nó kém, nó lâu hơn là thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là cái việc xảy ra chết và xấu ấy, thì sẽ là có rất nhiều. Thì như các anh chị mà trồng thì cũng biết là nó chết thì phải bỏ đi đấy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái giá thể là cái quan trọng cho cái dòng hoàng thảo này. Cái dòng hoàng thảo này là một cái dòng nó bám vào giá thể. Và chúng ta đa phần bây giờ là trồng một chậu. Và trồng một chậu thì phải chú ý để thay giá thể nó liên tục. Nếu như nó cứ bệnh hoặc yếu kém là em cứ thay luôn giá thể mới. Xong thì cái vấn đề giá thể mới xong, đến khi nào cái bộ cây nó lên rễ rồi lên mầm ấy, thì mình lại mới bắt đầu xử lý bằng các loại thuốc như chống nấm, chống vi khuẩn hay là cái gì đó đại loại vậy. Nôm na thế, nó có rất nhiều loại thuốc. Thì tương lai thì em sẽ giới thiệu từng loại thuốc sau. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại thuốc để mọi người chúng ta cùng hiểu, biết và tìm hiểu thêm về những các loại thuốc. Bởi vì em bán hàng mấy trăm mặt hàng thuốc thì nó rất là nhiều.
Nên là về cơ bản là tất cả những cái sản phẩm đó là em đã đọc qua và em hiểu, và em đã từng dùng thử những cái gì thực sự mà em cảm thấy là nó hiệu quả. Thì em giới thiệu cho mọi người để chúng ta cùng chăm sóc một cái cây nó đơn giản hơn, chứ không nhất thiết phải là cứ mùa xuân cái này, mùa hè cái kia, thuốc kia, mùa đông cái thuốc nọ. Đấy, nhưng thực ra ấy, thì cái vấn đề ảnh hưởng với thuốc ấy, thì nó phụ thuộc vào cái thời gian phát triển của cây, chứ chưa chắc đã phụ thuộc vào cái thời gian nắng nóng hay là mưa nhiều cả. Bởi vì về cơ bản là bây giờ các anh chị cũng thấy là cái việc mùa hè mà nó có hôm thời tiết rất mát như mùa thu, hoặc là những cái hôm mùa đông mà nắng như mùa hè là anh chị cũng đã từng gặp, đúng không ạ? Thì anh chị nên chú ý và cân nhắc cái việc mùa nào thì mùa, nhưng mình cứ nhìn vào cái cây và thấy sự phát triển, là bởi vì nó có cái bộ giá thể tốt. Nó có bộ giá thể tốt là cây nó tự phát triển. Đơn giản vậy thôi. Nên em thường hay cho phân tan chậm vào gốc rất là nhiều, để khi mà nó giá thể là tốt ý, đỡ phải chăm. Còn anh chị nào dùng phân bón lá nhiều ý, thì cây nó sẽ yếu hơn, mặc dù nó dài nhanh hơn nhưng yếu, nó sẽ dễ bị bệnh. Lúc nào em sẽ nói về cái vấn đề ruồi vàng và các loại ruồi chuyên châm trích sau, thì mọi người có thể tham khảo thêm và tìm hiểu thêm về các bài khác của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì em sẽ cố gắng để nói được nhiều nhất những cái gì mà em biết, em sẽ chia sẻ với mọi người. Thì cái vấn đề giá thể là cái điều quan trọng mọi người nên thay nếu như mà nó bị bẩn, cái bệnh. Nhất là những cái cây mà nhập từ một cái khí hậu khác hoàn toàn với cái vùng của mình. Ví dụ như mình đang ở Hà Nội mà mình nhập cái cây từ miền Nam, hoặc là đang ở miền Nam nhập cây miền Bắc, hoặc là đang ở đâu đó nhập một cái cây ở trên núi về chẳng hạn đấy. Mình ở thành phố mà mình nhập một cây trên núi về thì mình phải có một cái biện pháp để mình xem cái giá thể của nó, rồi xem cái sự phát triển của nó. Còn khi mà anh chị ở một cái điều kiện xấu hơn mà anh chị chuyển lên một vùng tốt hơn, ví dụ như anh chị đang ở nhà Hà Nội chẳng hạn, mà chuyển lên Hòa Bình sống, thì đương nhiên là cái việc chăm sóc nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Nhưng về cơ bản là chúng ta phải hiểu được cái vấn đề là ở đâu thì sẽ có những cái ở đâu sẽ có những cái hợp lý cho nó, hợp lý cho cái cây để chúng ta trồng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Em sẽ phân tích và chia sẻ tiếp những cái video khác vào những dịp lần tới. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.